Đi về thôi anh, em đợi anh ở dưới sảnh mái. Thôi chết, anh quên mất. Em đợi anh có lâu không? Sao không gọi cho anh? Máy em hết pin, mà anh làm cái gì mà hăng say vậy? Anh tranh thủ làm thêm giờ cho xong việc. Em về trước đi nha. Thế anh có ăn cơm ở nhà không? Chắc là không. Lát nữa các anh em cũng lên đây làm việc mà. Sau khi làm việc xong, chắc anh em ngồi với nhau một tí. Eo. Thôi, em chịu khó về trước nha. Tranh thủ kẻo tắt đường đó. Thôi, thì em đi về đây. Bye bye anh. Này, cho anh hôn cái nào? Thôi, đang không vui. Này, con. Ôi, cậu đi đâu đấy? Có gì các cậu cứ làm hết phần của mình đi. Sáng mai tao tới sớm hơn, rồi ghép vào nha. Làm gì có cái quy trình như thế được. Bây giờ, dự án tiền tỷ của công ty đã giao cho mình làm rồi. Không biết mà tranh thủ làm đi. Bây giờ để tuột mất à? Mà cậu định đi đâu đây? À, tao định đưa Thảo về. À, cô ấy về rồi. Này, chìa khóa này. Lúc nãy gặp ở trong thang máy. Chết thật. Vậy cô ấy về bằng cái gì? Thiếu gì? Xe ôm, Grab. Thôi, qua tập trung làm việc đi. Mời vào. Anh. Ai chả. Hôm nay lại sang thăm anh giờ này cơ à? Em nhớ Dad đi nên em sang thăm anh không được à? Được chứ. Riêng em thì sang bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng tiếp. À mà anh đã bảo rồi, sao cứ gọi anh là Dad đi mãi vậy? Anh còn trẻ, còn phơi phới thế này cơ mà. Gọi là anh yêu. Dạ em xin lỗi chủ tịch. Cấm. Gọi là anh yêu. Tối em rảnh đấy. Thì sao? Kệ anh, em chỉ nói thế thôi. Anh giả bộ đấy. Xem thử thế nào. Nũng nữu thấy ghét. Thôi rồi, tối em muốn đi đâu? Tuần trước mình có đi xem đôi giày mà em thích, nhưng mà không có size vừa chân em. Nên hôm nay mình sang đấy đi anh. Được rồi, em đứng dậy đi. Để anh gọi cho mấy cậu này cái đã. Em nghe. Alo. Tình hình thế nào rồi? Ừ. To lắm. À, lát nữa hẹn gặp tôi ở quán cà phê nào đấy đi. Rồi các cậu trình bày tôi nghe xem thử. Nếu mà được ấy thì mai tôi cho các cậu đến gặp đối tác. Em ơi, đi rồi. Ok. Thế tối nay anh không định dành thời gian cho em đấy à? Có chứ, anh có dành thời gian cho em mà. Này anh gọi cho ai đấy? Các anh là hay gọi cho nhân viên lắm đấy nha. Mà toàn dùng biệt danh mật thôi. Nào có đâu. Nếu không tin thì lát đi cùng anh luôn. Được rồi, em tin anh. Chào các cậu. Em chào chú Tật ạ. Anh ngồi đi ạ. Đâu, xem tình hình thế nào nào. Sao, các cậu được tôi có lâu không? Dạ, mới thôi anh ạ. Thưa chú Tật, đây là kế hoạch thi công ạ. Mời anh xem qua. Em ngồi đây. Giới thiệu với các cậu, đây là Thảo. Cô ấy là... À, là bạn tôi. Chúng tôi đang đi chơi với nhau. Nhưng không may cho cô ấy, bây giờ lại phải ngồi đây để xem anh em mình họp đấy. Tốt đấy. Tôi thấy thế này là ổn lắm rồi. Mai ba cậu có thể tự tin để gặp đối tác rồi đấy.
Dạ, chủ tịch cứ tin ở bọn em ạ. Tốt, nếu các cậu vượt qua áp lực này, giúp công ty ký được hợp đồng tiền tỷ, tôi nhất định sẽ tăng lương. Dạ, nhìn người yêu theo trai ngồi trước mặt, bọn em nó còn chịu được, chứ dăm ba cái đối tác là gì đâu ạ. Tốt, cậu vui tính thật đấy, mai cứ thoải mái như vậy, đừng tạo áp lực cho đối tác. Dạ. Các cậu bây giờ đã chững chạc hết rồi, tuổi trẻ, mình nên cố gắng để sau này có tiền đồ, có thể lo cho vợ con, lo cho người yêu. Chứ lương ba cọc ba đồng, không lo cho ai cả, nhục nhã lắm. Các cậu hiểu ý tôi chưa? Dạ vâng ạ. Các cậu mới vào công ty thì phải nỗ lực, cố gắng vào. Không phải ai tôi cũng đến gặp như thế này đâu. Dạ vâng, bọn em sẽ cố hết sức ạ. Tốt, thôi tôi phải đưa bạn đi chơi rồi. Mai các cậu cứ cố gắng nhé. Dạ vâng ạ. À, chúc may mắn. Dạ. Cố gắng nhá. Mình đi xem. Chào anh ạ. Em định đi đâu? Biết rồi còn hỏi. Chuyện này là thế nào? Tại sao em lại quen chủ tịch? Em cặp kè với ông ta bao lâu rồi? Đấy là việc của tôi. Mà từ nay em và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tại sao? Tại vì sao mà em lại thay đổi tới như vậy hả? Tiền, anh có tiền cho tôi không? Mà anh không thấy vừa nãy chủ tịch dạy dỗ anh như nào à? Anh phải thấy nhục chứ. Cảm ơn anh vừa nãy đã không nói ra. Mà các anh có nói ra thì chắc cũng nghỉ việc cả lũ đấy chứ. Anh thật không ngờ em lại là con người như vậy. Đúng, tôi là người như thế. Mà có trách thì trách anh chứ. Đồ nghèo hèn, tiền thì không có, cũng chẳng mua cho tôi được cái thứ gì. Một câu hứa, hai câu hẹn, tôi chán lắm rồi. Hứa hẹn mãi có được cái gì đâu. Thôi, ở đấy mà cạm đất mà ăn đi. Tôi sang nhà bạn tôi ở đây. Mời vào. Thưa chủ tịch, đội kiến trúc đã thiết kế xong rồi ạ. Có mấy mẫu, mời anh xem qua. Tốt, làm tốt lắm. À, giám đốc Cường, anh chỉnh lại cổ áo đi kìa. Cảm ơn cô. Cường này, chi nhánh của cậu có nhiều người tài đấy. Lần này đặc biệt, tôi thưởng cho đội kiến trúc của cậu 200 triệu. Cậu mang về tổ chức liên hoan cho anh em nhé. Dạ, em xin thay mặt anh em, cảm ơn sếp ạ. Không có gì đâu. Nếu không còn việc gì, em xin phép đi trước ạ. Vậy thôi, cậu đi đi, để cho tôi còn làm việc. Em hiểu rồi, em xin phép ạ.